Mày ăn nó 6 muối. Mày 1 muối đó. Thôi thôi. Chị không mày muốn mày một muối được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn chi. Khỏe à? Khỏe. Chắc cho đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Thì được chị. Làm đi em. Mà. Chị khoái mấy cái vụ hít đất rồi. Coi tao hít á, chị hít không được. Bao nhiêu cái vậy? Khoảng 200 cái đi. Tên Vân Anh. Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Quê em ở đâu? Em ở đây chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đại Xuân, em năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình quê anh Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở dạ, quận mấy? Dạ, quận 9. Bạn tập thể hình lâu chưa? Hả? Dạ, cũng khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Hả? Sáu muối á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một muối chị. Vậy là thích giống như anh Huyền Linh vậy đó. Dạ. Đây thích có một muối thôi, có thích sáu muối nha. À, dạ. Dạ. Ừ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua 3 mối tình. Quen ít nhưng mà để quên người đó lâu. Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm. Vậy là một người chung thủy. Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết. Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ, người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn gái xấu cũng không sao. Nói chung em đã nhìn đẹp là được. Đẹp là sao? Theo em quan điểm đẹp là sao? Nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi. Chung em nhìn em mới biết được, chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó. Nhưng mà cái nhãn của em sao? Dạ, có thể là bạn đó hơi cao, ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Chúng mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi. Nếu mà người ta chơi xấu cũng sao chứ, đúng không? Đúng rồi, mình nhìn đẹp là được rồi. Mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm, đúng không? Bạn gái, bạn tìm mẫu người như thế nào? Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. À. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả, chắc bậy tân bừng luôn á. À, rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Là phụ nữ thì ai cũng thích, không thích là đàn ông gia trưởng hết. Ngoại hình là đơn giản chỉ... Nói chung thì em thích gọn gàng, cao hơn em được rồi. Thân em thì 3m bẻ đôi chị. Mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á. Bên này cao hơn nhiều đấy. Nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em thì mới có 2 thôi. 2 thôi. Ở chia tay mối tình sau này bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng hơn 1 năm. Mình còn vương vấn gì giống như... Đã qua rồi chị. Thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại, mình không nên nhớ nữa. Bây giờ nếu mình tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi, cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ lông bông nữa thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp. Dạ. Yeah. Rồi, để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha. Dạ, em chào chị. Chà, cái này ai nói 6 muối. Cái này 1 muối đó. Được đó. Chị muốn mấy muối, có mấy muối được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn chị. Khỏe ha. Khỏe. Chắc cho hết đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Dạ được chị. Làm chị đi em. Nhỏ mà. Chị khoái mấy cái vụ hít đất lắm. Coi người ta hít á, tại chị hít không có được. Bao nhiêu cái vậy ha? Hít khoảng 200 cái đi em. Tùy hỷ. Hít sao mà anh thấy là 1, 2, 3. Cái này hít hơi ăn gian đó. Chưa có xuống xác nha. 7, 8. Ở dưới đếm với mình đâu có đếm đâu. 10, 11, 12. 20 đi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đủ chưa quý vị? 20. Khỏe luôn. Cười ha. Cười ha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian, đúng thời gian. Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc, chưa bao giờ em đến trễ giờ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có nghĩa em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế. Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định. Thì nó mới tốt được, chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng. Mà vẫn có gì đó nó phải ổn định hơn. Mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được. Ừ. Em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được? Dạ, nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau. Vậy thì có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà mình con trai, em con trai mấy? Dạ, mấy dạ con một. Rồi ok, cảm ơn em. Không, anh nghĩ bạn trai là người rất điềm đạm, rất chung thủy đạm đấy. Rất là chín chắn, điềm đạm, có hiếu. À, chào bạn gái, rất là dễ thương. Bạn trai bên đây có vẻ hơi hiền, hơi tính truyền thống chút xíu. Truyền thống hả? Tức là muốn những cái gì nó phụ nữ là phải kính cổng cao tường, không có hiện đại quá gì đó.
Dạ hả? Ừ, còn tính của em sao? Tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi. À, là hiện đại hả? Đúng rồi. Em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó. Em thì rất là năng động. Quậy tưng luôn mà đúng không? Tưng luôn á. Ôi hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì tùy môi trường, tùy có hoàn cảnh. Vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không? Làm dâu hả? Em cũng không có đặt nặng lắm. Nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó. Miễn là ăn thua mình có muốn, mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi. Tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chu toàn được hết như mọi người. Em không thích gì người đàn ông? Phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà. Thứ nhất á là lăng nhăng. Thứ hai là gia trưởng và vũ phu. Đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết, nói chung cũng phải biết chăm săn sóc. Tại em thì gia đình em, ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo đúng không? Dạ. Anh thấy anh này có đức tính cũng tốt đấy em ạ. Chung thủy nè, điềm đạm nè, sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ. Nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ đó. Có vấn đề thôi, gì không? Thôi chung ngay vụ đó đi. Vụ đến trễ gì, vụ làm dâu á ha. Dạ. Có hôm nay mình em có chuyện đi nha. Có ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ. Rồi chào chị. Chào chị Cát Tường. Chào Nguyễn Linh. Rồi em thấy chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ em thấy rất là manly. Rất là xứng với Văn Anh luôn ạ. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp. Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó, muốn tìm một người truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có phù hợp không? Này ổng nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống như vậy. Anh Linh nói. Không có nói, anh cái đó anh nghĩ thôi. Anh Linh nghĩ. À không mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hợp nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi. Nhưng mà em Văn Anh dễ thương lắm anh. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với ba bạn đang cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường. Rồi, chào bạn. Chào quý vị trong trường quay cùng quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân ơi, thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân này. Nhưng mà còn về cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi cảm ơn bạn. Thôi rồi, bây giờ là kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thôi. Ừ. Gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn. Chào mừng các bạn đến với rồi, kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao? Có khác. Em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 mối, lúc thì 1 mối nên em bị hỗn loạn. Nói chung mình muốn mấy mối cũng được hết trơn mà. Nhưng em thích một muối à, em thích nó tròn tròn. Một muối còn dễ hơn chứ. Dễ hơn. Còn anh thì anh đánh giá như thế nào? Chung là hơi bất ngờ về ngoại hình mà đẹp. Cho mình nhìn đẹp và đẹp rồi. Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ. Có một mình mẹ thôi rất là dễ. Việc nhà anh vẫn hay làm được. Anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà với gì sau này anh? Chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà. Có ngại vấn đề đó không? Không có ngại đâu em. Thiệt không? Thiệt, anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà. Cái lỡ mà ví dụ em đi chơi, ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn. Cái quan điểm về tài chính lúc đó thì như thế nào? Chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi. Còn không có anh sẽ không đi được. Dù mời có tiền mới mời anh, chứ. Có mời, anh mời nha, còn nếu em mời là khác rồi, đúng không? Nói chung anh mời anh phải trả rồi, đó là điều hiển nhiên rồi. Còn nếu em mấy mời thì sao? Mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh? Đó. Như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt, nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đón giờ, nghĩ là tiết kiệm nó sơn tốt em hơn. Thì về quản lý chi tiêu cũng khá ok, nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chén. Chung mình sẽ có mỗi khoản khác nhau, một khoản đi chơi mình sẽ có một khoản riêng, không bao giờ xài lố. Rồi bây giờ mình nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có, rất là có cảm tình với bạn. Mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa. Hy vọng là bạn sẽ cùng mình tìm hiểu. Bạn gái em muốn nói gì nữa? Em không biết nói gì hết chưa. Thôi, chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha. Nào, một. Hãy làm theo những gì cô tim mình mách bảo các bạn nha. Hai. Ba. Hết thời gian.
Chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm lấy tay nhau. Hãy hôn nhau để đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau. Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy. Không, để ngày sau đi. Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn. Tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi. À, dạ. 29 tuổi, quê mình ở đâu và đang dạ, ở quê em ở Quảng Nam, em đang làm bác sĩ vậy. Bác sĩ, anh làm dạ. Khoa gì vậy em? Dạ, em là khoa học cổ truyền ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu cái đã. Thì em tên là Hồ Thanh Sự, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Bình Định, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư chất lượng của xi măng Fico. Kỹ sư chất lượng, tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn được mấy mối tình rồi bạn? Dạ, chủ yếu là thích thôi, còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình kéo dài không? Dạ, ngắn thôi, chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay. Quen khoảng tháng chia tay à? Tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi, cũng bản thân nó chưa được hoàn thiện á. Hỏi chuyện nha, dạ. Tháng á, hùng chưa? Dạ, chưa anh. Chưa luôn. Thôi. Ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn? Dạ. Để mình hỏi bạn gái coi em có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì không có chị. Không có? Dạ. Rồi có mối tình râu ria gì không? Tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à. Hai bạn sao 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao? Mày thuộc loại hàng hiếm á. Hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè. Ừ. Rồi thì em đi làm xong là em về nhà chị. Rồi điểm yếu của em là gì? Dạ em nóng tính dữ chị. Sĩ mà sao nóng tính? Điều trị bệnh rồi thì phải... Không phải, đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm. Nhưng mà đồng nghiệp của em hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ. Mà dạ. Em thấy em có dữ không? Dạ dữ. Dữ luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa? Gia đình có hối thúc gì không? Dạ có, mẹ em ngày nào cũng nói chị. Rồi sao mà mình biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà thân thân tại mẹ em xem xong rồi mẹ em cho em xem. Cái em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký. Nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn? Thì tìm hiểu, thấy hợp thì tiến tới chị. Rồi em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị, biết san sẻ công việc. Bạn trai đều là con một chị. À, vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi. Sao vậy? Sao em? Tại em, nhà em có mình em mà chị. Bạn trai nhà có đông anh em không? Dạ đông chị ơi, nhà em có 6 anh em. Đông là... đông vui chị. Đông vui? Dạ. Được ha? Dạ. Em rất là hạnh phúc khi sinh ra trong cái gia đình đó. Tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học với lại rất là có hiếu với cha mẹ. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ 6 nhưng mà là con thứ 5 nhưng mà ở ngoài miền Trung á anh. Ủa bạn trai giờ ở rể được không? Dạ không, em thấy ở rể em thấy hơi khó chịu vậy. Dạ. Ở bên đây bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nói bạn con một cái bạn muốn bắt rể vậy đó. Không chạy. Không hả? Bây giờ chị bậy hả? Em muốn ở riêng. À, em muốn ở riêng. Dạ. Rồi. Bây giờ bạn trai bạn muốn tìm một đối tượng như thế nào? Dạ, nhất là về diện ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được. Cười thì có duyên là được. Còn... Cười có duyên. Cười sao có duyên? Cười duyên là không có cười hố hố mà cười. Cười hố hố là vô duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Cười hí 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 là có duyên đúng không? Dạ. Hí hí. Rồi gì nữa? Thì ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi, còn về cái tính cách thì phải vui vẻ hòa đồng, phải biết quan tâm tới gia đình. Rồi vậy thôi. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bên kia nóng tính. Trời ơi, bên này nóng tính lắm. Ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao, nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình làm cho mình nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích. Ví dụ nè, hồi hai người nói chuyện với nhau nha. Không, bên đây người ta nóng tính, người ta la là người ta chỉ la nhân viên, học trò người ta thôi. Chứ với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào, với bạn trai cũng vậy. Thì coi như bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi. Đừng nóng tính. Về nói về ngoại hình thì em thích người bạn trai như thế nào? Dạ em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em chút chị. Cao bao nhiêu? Dạ cỡ 1m65. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m67 chị ơi. Vậy được rồi, gì nữa? Dạ thì bạn trai thích thể thao chút. Nói chung hình thể cân đối, đừng có bụng bự quá. Đừng có bụng bự quá. Rồi gì nữa không em? Không có thuốc chị, còn rượu bia thì chút ít thôi. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ em không có hút thuốc. Bụng bự không? Bụng bự không? Dạ có. Bụng bự chút được không?
Không có bự lắm đâu. Cũng bự ôm sướng như đó đâu em. Bạn có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sao cũng được hết phải không? Dạ. Em thích gương mặt nhìn dễ thương là được. Như là ca sĩ Hiền Thục nha. À vậy ha. Giống mẫu, Hiền Thục ha. Mẫu cũng ít ghê á. Hình mẫu mà. Để qua coi mắt nhà gái kia coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em. Anh bên đây thì đúng là anh nhút nhát. Dạ. Anh hiền lắm. Quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn. Hai người này không biết dạ. Họ có biết hung nhau không nữa trời. Tôi lo quá. Bây giờ mình có thích lãng mạn không? Dạ không ạ. Không luôn. Trời, phụ nữ sao không thích lãng mạn ta. Em người, con người em khô khan lắm anh. Rồi ông kia em khô queo nữa rồi sao? Dạ. Lạ vậy ta. Tình yêu mà thích khô khan vậy ta. Dạ. Thôi hai người cảm nhận thôi chứ. Thấy cặp này lạ quá. Thôi mình gặp người nhà đi. Em trai có đi với ai không? Dạ có, em đi với chị con bác với lại em họ. Dạ em chào anh Hiền Linh. Chào chị Cát Tường. Em cảm nhận cô gái bên kia có hợp với em của em không? Dạ hồi nãy giờ em xem thì em thấy bạn gái này có cái nét tính truyền thống rất là hợp với bạn Sự, cũng hiền lành, dễ thương. Mình cũng xin chia sẻ thêm về bạn Sự thì tại vì do cái điều kiện của bạn Sự hồi xưa là học bách khoa cho nên là ham học, ít thời gian quen bạn gái. Khi đi làm thì trong cái môi trường làm việc thì cũng nữ thì cũng có gia đình. Thì bây giờ học cao học thì cũng nhiều bạn này lớn tuổi rồi. Thì mình thấy bạn gái này cũng đầy đủ hết cái điều kiện mà Sự cũng mong muốn. Mình cũng hy vọng là cái bạn gái này bấm nút để có một cái cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Bác sĩ hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em, bạn của mẹ em với bạn của em chị. À có mẹ với bạn mẹ nữa ha. Dạ chào cô. Chào Cát Tường. Dạ. Chào Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay. Dạ. Kim Long thì công việc thì cũng ổn định rồi. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cũng lập gia đình được rồi. Dạ. Thì Kim Long thì biết nấu nướng. Thì nóng tính nhưng mà Kim Long cũng biết tế nhị. Chứ không phải là nóng tính ở đâu cũng nóng tính được dạ. Hết. Cho nên là con cứ yên tâm. Dạ. Còn về bạn trai bên đây thì mà thấy là về tính cách với gia đình là mà thấy ok đó. Nó nói vài câu gì với cô đi. Dạ, con kính chào bác ạ. Hôm nay thì được gặp bác ở đây thì con nghĩ cũng là có một cái duyên rồi. Thì con mong rằng sau này con có thể làm bạn với em và có thể tiến tới xa hơn nữa. Và con hứa là sẽ chăm lo tốt cái thứ cho em và có thể làm em hạnh phúc. Rồi. Cặp này về chắc ngồi nhau nhìn nhau cười không giống ai nói gì đó. Thôi được rồi, kéo màn lên đi. Rồi chúng ta gặp nhau đi các bạn. Dạ em chào. Dạ là tiền của cô. Dạ em rất là dễ thương. Sao hãy cảm nhận về nhau đi. Nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng chững chạc à. Như anh ấy, thì giờ công việc của anh ấy, thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa. Thì cái thời gian nói chung là nó cũng rất ít cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào? Em dạ, có thông cảm được không? Dạ được à, thứ bảy chủ nhật là được. Bác sĩ ơi. Dạ. Đâu lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào rồi. Không thì mà thử coi ảnh khỏe không em, mình lấy chồng mình phải coi giống coi đồ với em. Bắt mặt ảnh coi thế nào. Tao để nó qua lên đây, để nó qua lên đây. Sao? Rồi em bắt mặt thử coi. Không có mặt. Cũng nhanh lắm á. Thôi bây giờ sẵn đứng đó luôn đi. Đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi. Gây ấn tượng đi. Dạ nói chung thì anh thì cũng có thuộc mấy bài hát. Thì không biết em thích nghe bài tiếng Anh hay là tiếng Việt? Tiếng Việt à. Xích xích vô. Anh phải nghe em bài Mãi Mãi đi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạn du tiếng hát chơi vơi hỡi em. Đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy
những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người xin lắng nghe, nay còn thêm anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em. Anh qua chi cho người ta quên vậy? Qua chi cho người ta quên vậy? Không quên rồi. Thấy hình tượng thấy thương không nha? Một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà không đúng mà bạn gái mình thấy thương gì đâu. Bây giờ tình hình thấy sao vậy? Hả? Trong người thấy sao? Đỡ rung rồi anh, nhờ có anh em... Cặp này hợp nè. Nắm tay cái coi cảm giác sao? Tay em lạnh. Để mà đâu bạn đứng lên, bạn đứng lên đi. Thử xem đâu nắm chặt tay nhau cảm giác như thế nào nha. Bây giờ hai người đứng nhìn nhau. Này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá. Trời ơi, ông kia nhắc tay kia. Nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha. Mình có 30 giây nhìn nhau. 30 giây bắt đầu hát lại đi. Hát lại coi nó sao xuyến không? Bắt đầu. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời. Rồi, rồi, rồi. Rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không. Chờ xem. 3 2 1 Hết thời gian. À bây giờ là nắm tay thiệt nè. Nãy giờ mình nắm tay cảm nhận, bây giờ bắt đầu là bác kìa, bác hôn gái bác gái. Dạ thôi. Không, phải hôn á. Bắt buộc á. Bắt buộc á, xin phép bác đi. Thôi dạ. Không, xin đi. Xin phép bác cho con hôn. Còn ăn ở sao được đó. Chứ đôi khi ai muốn lấy vợ chồng đẹp được. Ai muốn lấy vợ chồng có danh có tâm lý được. Tâm lý thôi. Nhưng mà cũng ước vừa vừa thôi. Đôi khi ước quá cái tâm lý là nguyện đồng. Gặp ai cũng muốn giống Lý Tâm. Gặp ai không giống Cố My. Không ai gặp giống Cẩm Ly. Không ai giống Ngọc Lan. Thì thật ra mình rất là đau lòng khi lấy một cô vợ cẩm hường. Cẩm hường là một cái vợ. Ủa vậy đó hả? Cẩm hường tệ lắm. Tệ lắm. Tệ hơn vợ lậu luôn. Tệ lắm. Đó thì ra là cái đó là cái mình mơ ước nhưng mà cũng vừa vừa thôi ha. Yeah. Rồi, ok. Nói chung là đó là những cái mơ ước cái gọi là tính toán các bạn trong đầu các bạn suy nghĩ thôi. Còn bây giờ mình gặp nhau mình biết đúng. Có phải cảm thấy có nhiều người tiếng xét mà người ta quên hết Cẩm Ly, quên hết Mỹ Tâm, quên hết Cố My luôn. Chị nói cho em nghe bên đây là dân piano, một cô giáo dạy piano là về mặt âm nhạc là hơn luôn. Em cứ tưởng tượng ha. Ghê chưa? Em cứ tưởng tượng ngoài bãi biển ha, một cái đàn piano trắng tươi luôn ha. Cô gái mặc áo dài trắng bắt bay trong gió ha. Gió ào ào ngồi đàn piano, đàn như sóng biển, sóng tràn qua cái piano. Ước bộ dài luôn. Cái piano dẫn đàn ha. Gió bão dập dồn dẫn đàn, gió bay mái tóc tung tăng dẫn đàn. Gió bay cái nắp đàn dẫn đàn. Để tưởng tượng nó dữ dội thế nào. Lạc mà. Nghĩ là một phim lãng mạn á. Em gái đi với ai vậy? À, dạ hôm nay em đi một mình thôi ạ. Rồi. Dạ. Có chị Ngọc Lan lo, em đi với ai cơ? Dạ em đi với mẹ. À. Con mẹ ở đây hả? Em chỉ bây giờ thấy mẹ cười tỉnh tỉnh quá. Cô ơi, con nhìn con dâu tương lai của mình á, cô thấy cô gái này có hợp với con trai của mình không? À, xin chào MC Vĩnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Chào mấy bạn khán phòng, chào họ gái bên kia và chào cháu. Cô thấy cháu dễ thương, hiền lành, vui vẻ. Thì thôi cô đến đây thì cũng muốn tìm bạn cho con cô. Thì cháu mà nhìn con cô mà thấy có cảm tình gì thì cô cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội tìm tới nhanh hơn. À, tiến tới hôn nhân cũng được. Trời ơi, cô mong với nhau lắm hả cô? Ra rồi. Cô gương mặt rất là phúc hậu luôn. Hiền khô luôn. Con trai y chang gì luôn. Về làm dâu được nhà này khỏe lắm. Ha? Dạ. Rồi yên tâm. Nhưng mà nếu với chồng mình có thể về Gia Lai làm dâu được không? Dạ được ạ. Được em luôn. Không có ngại vấn đề đó. Về Gia Lai dạy piano cũng được không? Dạ. Không? Tới đồng Gia Lai đất lên là ngoài không?
được rồi, bây giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Dạ. Để xem coi có một chút gì của Cẩm Ly hay là Thủy Tâm hay Tú My hay Ngọc Lan vậy nha.